Thầy chào các em học sinh lớp 7. Hôm nay thầy hướng dẫn các em giải đề thi giữa kỳ 1 năm học 2022-2023 môn khoa học tự nhiên, sách cánh diều. Đề thi gồm có 2 phần, phần 1 trắc nghiệm, phần 2 tự luận. Phần số 1 trắc nghiệm, câu 1. Phương pháp tìm hiểu môn khoa học tự nhiên gồm các nội dung. Thì chúng ta nhớ là phương pháp tìm hiểu môn khoa học tự nhiên thì nó gồm có 5 bước theo thứ tự như sau. Bước 1 là đề xuất vấn đề cần tìm hiểu. Bước 2 là đưa ra dự đoán khoa học để giải quyết các vấn đề. Bước 3 là lập kế hoạch kiểm tra dự đoán. Bước 4 là thực hiện kế hoạch kiểm tra dự đoán. Và bước 5 đó là viết báo cáo, thảo luận, trình bày báo cáo khi được yêu cầu. Vậy thì thứ tự các bước ở đây chính là Nam đúng không? Nam rồi đánh máy, Nam rồi đánh 1 nè, Nam đánh 1, 1 rồi đánh đến 4, thấy chưa? 1 đến 4, 4 rồi đến 2, 4 đến 2, 2 rồi đến gì? Đến 3, thấy chưa? 1 nè, Nam nè, thấy không? Nam này là đề xuất nè, đến 1 rồi đến đưa ra dự đoán khoa học nè, 4 là lập kế hoạch nè, thấy không? Là bước 3 đó. Còn tiếp theo bước số 4 là chính là số 2 nè, thực hiện kế hoạch kiểm tra dự đoán. Và cuối cùng là bước số 5 chính là viết báo cáo. Vậy là thứ tự là Nam 1 4 2 3. Vậy thì câu 1 này chọn đáp án đúng là đáp án B. Câu 1 chọn B. Rồi tiếp theo là câu số 2. Cho các bước thực hiện kỹ năng đo. Cho các bước thực hiện kỹ năng đo sau. Rồi người ta hỏi mình là thứ tự các bước thực hiện phép đo, thứ tự nào đúng? Thì chúng ta cần nhớ này, thứ tự các bước thực hiện phép đo là đầu tiên bước 1 là ước lượng. Bước 1 là ước lượng để lựa chọn dụng cụ thiết bị đo phù hợp. Bước 2 đó là thực hiện phép đo ghi kết quả đo, xử lý số liệu. Bước 3 là nhận xét độ chính xác của kết quả đo, căn cứ vào loại dụng cụ đo và cách đo. Và bước cuối cùng là bước 4 đó, là phân tích kết quả và thảo luận về kết quả nghiên cứu thu được. Đó chưa? Bước 1 là ước lượng này, nhớ chưa? Bước 1 là ước lượng, đây chính là bước 1 này. Rồi bước 2 là thực hiện phép đo, đây chính là bước 2. Số 1 là bước 2 này, còn số 3 là bước 1. Rồi bước 3 là nhận xét độ chính xác đúng không? Nhận xét chính là chỗ này là chính là bước số 3 này. Rồi số 2 chính là bước số 3. Rồi cuối cùng là gì? Phân tích kết quả đo, đây chính là bước số 4. Vậy thứ tự ở đây chính là bước gì đây? 3 này, thấy không? 3 1 2 4, thấy không? Vậy câu 2 chính thứ tự chính là 3 1 2 rồi đến là 4. 3 1 2 4. Vậy đáp án đúng ở đây chính là đáp án A. Câu 2 chọn A, hai câu rất là dài luôn. Đúng chưa? Câu 2 là chọn đáp án A. Rồi tiếp theo là câu số 3. Câu số 3 này. Trong các đồng hồ sau, đồng hồ nào là đồng hồ đo thời gian hiện số sử dụng cộng quan? Đồng hồ nào là đồng hồ đo thời gian hiện số
sử dụng cổng quang nè. Đồng hồ nước là không phải, đúng chưa? Loại đây nè. Đáp án B là đồng hồ đo thời gian hiện số này, chính xác rồi. Do đó thì câu 3 này là chọn đáp án B, chính là đồng hồ đo thời gian hiện số. Câu số 4. Con người có thể định lượng được các vật. Con người có thể định lượng được các sự vật, hiện tượng tự nhiên dựa vào kỹ năng nào? Con người có thể định lượng các sự vật, hiện tượng tự nhiên dựa vào kỹ năng, đó là kỹ năng gì đây? Kỹ năng là đo, thấy chưa? Kỹ năng đo. Vậy thì câu 4 này chọn đáp án đúng là đáp án D. Câu số 5. Nguyên tố aluminium, đây chính là nhôm á, chính là Al á. Nguyên tố nhôm ký hiệu là gì? Thì nó chính là Al thôi. Vậy câu 5 chọn đáp án A. Câu 6, cho sơ đồ cấu tạo của nguyên tử sau. Người ta nói là số electron của nguyên tử trên là, thì chúng ta cứ đếm mấy cái chấm đen này, một ở ngoài, có vòng ngoài đây là cái lớp ngoài cùng, đây là 1 2 3 4 5, lớp bên trong là một nữa là 6 nên là 7, và tóm lại nó có 7 electron, thấy chưa? Nó có 7 electron. Số electron ở đây chính là 7, do đó thì đáp án đúng là đáp án D. Câu 6 chọn D. Câu số 7. Đơn vị đo tốc độ, đây tốc độ nha. Thường dùng là, thì đơn vị đo tốc độ thường dùng chúng ta thường gặp đó là km trên giờ hay là mét trên giây. Ở đây có km trên giờ thì chọn gì là đáp án B. Câu 7 chọn B. Câu 8. Câu 8 này. Hãy sắp xếp các thao tác theo thứ tự đúng khi sử dụng đồng hồ bấm giây đo thời gian. Nhớ là sắp xếp các thao tác theo thứ tự đúng nha. Thứ tự đúng khi sử dụng đồng hồ bấm giây. Thì khi sử dụng đồng hồ bấm giây thì chúng ta thực hiện 3 bước. Bước 1 là chúng ta nhấn nút reset, nhớ chưa? Để đưa đồng hồ bấm giây về số 0. Nhớ. Đây chính là bước số 1. Rồi bước số 2 đó. Bước số 2 là chúng ta nhấn nút start, có nghĩa là nút bắt đầu để đo thời gian. Đây chính là bước số 2. Đầu tiên chúng ta nhấn là reset nè. Được chưa? Bước số 2 sẽ là gì? Nhấn nút start đó, nha. Yeah. Và cuối cùng là chúng ta nhấn stop để dừng lại. Bước số 3 là nhấn nút stop để kết thúc phép đo, đúng không? Hay là nhấn nút stop khi kết thúc đo. Rồi bây giờ thì bước 1 này chính là số 1, bước 2 chính là số 3 và bước 3 chính là số 2. Vậy thì vậy là gì đây? 1 3 2 132 chính là đáp án A. Câu 8 chọn A. Câu 1, câu 2, câu 8 là chúng ta phải thuộc nha. Câu 8 chọn đáp án A. Rồi tiếp theo là câu số 9. Quang hợp là quá trình biến đổi gì? Thì quang hợp là quá trình biến đổi quang năng thành hóa năng. Đấy chưa? Biến đổi quang năng này thành hóa năng. Vậy thì câu 9 này chọn đáp án đúng là đáp án gì? Đáp án C, quang năng thành hóa năng. Câu số 10. Quá trình trao đổi chất và năng lượng diễn ra ở những loài sinh vật nào? Quá trình trao đổi chất và năng lượng, nhớ là trao đổi chất này và năng lượng này,
diễn ra ở sinh vật nào, thì quá trình trao đổi chất và năng lượng diễn ra ở tất cả các loài sinh vật sống. Đấy chưa? Diễn ra ở tất cả các loài sinh vật sống. Thì đây động vật là cũng là sinh vật sống, thực vật cũng là sinh vật sống, rồi vi sinh vật cũng là sinh vật sống. Do đó thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án nào? Đáp án D luôn nè. Động vật nè, thực vật, vi sinh vật đều là sinh vật sống. Câu 10 chọn D. Câu 11. Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng tạo ra. Thì quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng thì tạo ra là gì đây? Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng tạo ra gì? Tạo ra năng lượng. Nhớ chưa? Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng tạo ra năng lượng, cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể. Nhớ này, quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng tạo ra năng lượng, cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể. Vậy thì câu 11 này đáp án đúng là đáp án là D. Câu 12. Trong quá trình hô hấp, tế bào oxygen đóng vai trò là oxygen là oxy á. Trong quá trình hô hấp thì tế bào oxygen đóng vai trò là gì đây? Là nguyên liệu. Trong quá trình hô hấp tế bào, bỏ chữ này chứ phải này, chưa? Trong quá trình hô hấp tế bào phải này, oxygen đóng vai trò là nguyên liệu. Nhớ chưa? Và thì câu 12 này chọn đáp án là đáp án C. Câu 13. Hô hấp của cây bị ức chế khi nồng độ CO2 cao hơn. Hô hấp của cây bị ức chế khi nồng độ của CO2 cao hơn là 40%. CO2 chính là carbon dioxide. Do đó thì câu 13 này chọn đáp án đúng là đáp án D. Câu 14. Ở tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp diễn ra ở đâu? Ở tế bào nhân thực thì hoạt động hô hấp diễn ra ở ti thể. Diễn ra ti thể, do đó thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án A. Câu 14 chọn A. Câu 15. Hô hấp tế bào là quá trình biến đổi. Hô hấp tế bào là quá trình biến đổi của glucose. Rồi câu 15 chọn đáp án A luôn. Câu 16. Quá trình hô hấp có ý nghĩa sinh học là. Thì quá trình hô hấp có ý nghĩa sinh học là tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể. Vậy thì câu 16 này chọn đáp án đúng là đáp án gì? B. Phần số 2 là phần tự luận. Câu 17. Viết công thức hóa học của các nguyên tố sau: hydrogen, carbon, oxygen, sodium. Rồi, chúng ta trình bày này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ viết công thức hóa học của các nguyên tố ở câu 17. Rồi câu 17 nè. Thứ nhất là hydrogen, nó chính là chữ H in hoa. Và thứ hai là carbon là chữ C viết hoa đó. Rồi tiếp tục là oxygen. Đó chính là chữ O viết hoa. Và cuối cùng là sodium. Sodium thì chúng ta viết là nó chính là natri. Ví dụ như hydro là có chữ H thấy chưa? Là ghi chữ H. Rồi carbon là có chữ C thấy chưa? Ghi chữ C. Oxygen là có chữ O ghi chữ O. Còn cái sodium là nó hơi khó nhớ. Đúng không? Đây chính là nhớ là natri.
Đó. Chứ không phải là cái có chữ x, điền đây chữ x là sai nha. Vậy chúng ta xong câu 17. Vậy câu tiếp theo là câu 18. Câu 18 là đề cho gì đây? Cho biết tổng số hạt trong hạt nhân nguyên tử sodium là natri á là 23. Số đơn vị điện tích hạt nhân là 11. Tính số hạt mỗi loại trong nguyên tử sodium và cho biết điện tích hạt nhân của sodium. Thì thứ nhất là chúng ta làm gì trước? Tính số loại số hạt mỗi loại. Rồi, đề cho mình là tổng số hạt trong hạt nhân là 23 rồi. Thì hạt nhân nó có hai hạt là proton và neutron. Vậy thì ta có nè. Ta có là B cộng N, proton là B, N là số neutron nè, cộng lại là bằng 23 để cho đúng chưa? Rồi tiếp tục họ cho đây, số đơn vị điện tích hạt nhân là 11, có nghĩa là B bằng 11. Mà này, rồi cho tiếp đi đây, B luôn bằng 11 luôn này, thấy không? B bằng 11. Vậy từ hai cái này chúng ta suy gì đây? B cộng N bằng 23 mà B bằng 11 thì N bằng gì? N sẽ bằng 23 trừ cho 11 là bằng 12. Thấy không? N bằng 12. Và trả lời được nè. Là suy ra gì đây? B bằng A bằng 11 nè. N bằng 12. Đó là số hạt á. Có nghĩa là nó có 10 hạt, 11 hạt A trong và 11 hạt proton. 12 hạt neutron trong. Rồi tiếp theo, ý tiếp theo là trả lời là gì? Cho biết điện tích hạt nhân của sodium. Rồi. Điện tích này, điện tích hạt nhân của natri á, được chưa? Sodium chính là natri. Là mấy đây? Điện tích hạt nhân chúng ta ghi cộng 11. Đó. Được chưa? Điện tích hạt nhân của sodium là cộng 11. Vậy là xong câu 18. Và tiếp theo là câu 19. Vì sao trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống? Thì trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống. Vì thứ nhất đó là trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là điều kiện tồn tại và phát triển của sinh vật. Thứ nhất là trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là điều kiện tồn tại nghe nha, điều kiện tồn tại và phát triển của sinh vật. Đó. Thứ hai là mọi hoạt động sống của cơ thể đều gắn với hoạt động sống của các tế bào và đều cần năng lượng. Nhớ chưa? Mọi hoạt động sống của cơ thể đều gắn với hoạt động sống của các tế bào và đều cần năng lượng. Đó. Đó là hai ý quan trọng như vậy đó. Rồi tiếp theo là câu 20. Câu 20 là câu cuối cùng luôn á. Quang hợp là gì? Vai trò của quang hợp đối với sự sống trên trái đất. Những sinh vật nào có thể quang hợp được? Thứ nhất, quang hợp là gì? Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng. Nhớ chưa? Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ. Tổng hợp chất hữu cơ, nhớ là hữu cơ không phải vô cơ nha, từ các nguyên liệu vô cơ. Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ, từ các nguyên liệu vô cơ. Rồi thứ hai là quang hợp có vai trò như nào? Thì quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên trái đất. Quang hợp có vai trò là quyết định đối với sự sống trên trái đất, nhớ chưa? Có vai trò là quyết định, nhớ, quyết định sự đối với sự sống trên trái đất. Thứ nhất là sản phẩm của quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm cho thức ăn nè. Sản phẩm của quang hợp nè, sản phẩm của quang hợp là nguồn chất hữu cơ
làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng, làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng này, làm nguyên liệu cho công nghiệp, làm dược liệu vân vân, phục vụ cho đời sống con người. Thứ hai là quang hợp lấy khí CO2, khí CO2 chính là khí carbon dioxide và giải phóng khí oxy, gần là khí oxy. Đây là công thức của khí carbon dioxide này là CO2, công thức của khí oxy gần chính là O2. Quang hợp lấy khí CO2 và giải phóng khí oxy giúp điều hòa không khí, cung cấp khí oxy cho sự sống. Rồi tiếp theo là những sinh vật nào có, những sinh vật nào có thể quang hợp, thì những sinh vật, những này, những nhóm thực vật này, tổ, những nhóm thực vật này, tổ và một số vi khuẩn có khả năng quang hợp. Nhớ chưa? Quang hợp ở vi khuẩn có những đặc điểm, quang hợp ở vi khuẩn có những điểm khác biệt so với quang hợp ở thực vật. Quang hợp ở vi khuẩn có những điểm khác biệt so với quang hợp ở thực vật tổ nha, ở thực vật tổ. Vi khuẩn này đó có những điểm khác biệt so với quang hợp ở thực vật tổ, nhưng sự sơ khớp đó là không nhiều. Nhớ nghe chưa? Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video lần sau. Chào tạm biệt các em.